Trời ơi, con gái nhà ai mà đẹp dữ bay. Mà Niên, trời bố mới lần đầu thấy cái đẹp hả? Tao đẹp này sao mà ai hết hồn quá vậy? Trời ơi, đẹp, đẹp, mình tao mình quá, mình tao. Ôi má ơi, tao bụng quá. Nhớ hôm qua vừa mới quen một cô gái xinh xinh, cùng tiếng nói ấm áp đôi môi hiền ngoan. Ai cũng nghĩ rằng là một trò vui, bên trong trò vui chứa chan bao lời yêu thương, bao ngọt ngào từng lời đắm say, in đậm mãi trong tim từng phút giây. Biết dùng mắt ngọt trai mỗi khi anh không thấy tiếng ai kia bật bay. Anh thấy cô đơn lạc loài giữa không gian nào cũng như giá bao. Có lẽ anh đã biết yêu thương sau chuyện tình online. Gặp nhau nhé anh muốn tay em nở trời trời và ôm lấy em trong tay anh như mộng mơ từng ngày qua. Hãy đến những dòng tin nhắn giờ này tạm thời nói thay anh. Hôm nay và mai mai anh vẫn thế thôi. Yêu em cho anh nghe em một đêm thôi, cho anh đón lên đôi tay em một lần thôi. Và anh đã biết rằng tập cha anh lại thấy tiếng ai đang bớt bênh. Chợt nhớ hôm qua vừa mới quen một cô gái xinh xinh, cùng tiếng nói ấm áp đôi môi hiền ngoan. Ai cũng nghĩ rằng là một trò vui, nhưng trong trò vui chứa trong bao lời yêu thương, bao ngọt ngào từng lời đắm say, in đậm mãi trong tim từng phút giây. I love you. Người yêu ơi có biết dùng mắt ngọt trai mỗi khi anh không thấy tiếng ai kia bật bay. Anh thấy cô đơn lạc loài giữa không gian nào cũng như giá bao. Có lẽ anh đã biết yêu thương sau chuyện tình online. Gặp nhau nhé anh muốn tay em nở trời trời và ôm lấy em trong tay anh như mộng mơ từng ngày qua. Hãy để những dòng tin nhắn giờ này tạm thời nói thay anh. Hôm nay và mai mai anh vẫn thế thôi. Yêu em anh vẫn thế thôi, hay online còn tin vẫn thế thôi, không yêu ai ngoài em. Một buổi sáng từ xưa anh luôn luôn rất thích dùng ai gần để trêu đùa em, trêu đùa em mà anh ba từ nhà dùng ai gần để trêu đùa em. Giờ bỗng nhiên đất em hiện ra, anh ôm xuýt xoa là một tên bên rối tung từng nhịp chậm chậm. Là vì hôm qua anh đã lỡ bấm nút yêu em rồi sao đây? Bao miên man trong con tim anh hôm nay là anh mong gặp em ngay lúc này.
chán. Mỗi khi anh không thấy tiếng ai kia bật đèn, anh thấy cô đơn lạc loài giữa không gian nào từ mùa gió mát. Có lẽ anh đã biết yêu thương xong chuyện tình online. Gặp nhau nhé, anh muốn tay em nào rơi trong mây và ôm lấy em trong tay anh như mộng mơ ngày qua. Hãy để những dòng tin nhắn giờ này tạm thời nói thay anh. Hôm nay và mai mai anh vẫn thế thôi. Yêu em. Anh vẫn đang online. Anh vẫn đang online. Thức khuya thức đêm chờ em cho giấc mơ ngọt ngào. Sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng